Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Bắc Bộ sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng, còn ở phía Nam thì nhiều nơi xuất hiện nắng nóng. Cụ thể, ngày mai Nam Bộ thì nắng nhiều và nóng hơn hẳn. Miền Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh thì có nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 35 cho tới 36 độ. Các nơi khác thì 31 đến 33 độ. Còn với Tây Nguyên thì trời nắng cả ngày nhưng vẫn không nóng. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa thì nhiệt độ dao động từ 26 cho tới 28 độ. Trở ra khu vực Bắc Bộ thì đêm nay và sáng sớm mai vẫn khá là rét do trời quang mây, mặt đất dễ bị thoát nhiệt vào bầu khí quyển. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và các thành phố chỉ từ 9 cho tới 15 độ. Quý vị lưu ý là mang theo áo ấm khi ra ngoài và phòng khi đi học, đi làm về muộn dễ bị nhiễm lạnh. Sang ngày mai thì nắng lên, nhiệt độ lại tăng nhanh, nền nhiệt cao nhất toàn miền có thể tăng thêm chục độ, lên mức từ 21 cho tới 25 độ. Độ ẩm tăng lên trên 50%, tuy nhiên thì vẫn còn cảm giác là hanh khô. Ở khu vực Trung Bộ thì đêm nay và ngày mai, mưa tiếp tục giảm. Các thành phố Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu là mưa rào nhẹ, còn lại các nơi khác thì có nắng. Về nhiệt độ từ Thanh Hóa tới Huế thì nhiệt độ dao động từ 21 cho tới 24 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Nha Trang thì từ 25 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển Quảng Trị, Cà Mau, ra đến ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa, ngày mai gió vẫn mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.